Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Đồ Đe. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ của Byland với hai dự án Non-Tow C và dự án Cyber. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chương trình iDrop với Byland nữa. Và hy vọng với chương trình iDrop với Byland này thì nhiều anh em trên kênh chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng xứng đáng khi các bạn làm nhiệm vụ iDrop với Byland ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có một chương trình iDrop bổ sung thêm MAV vào sản phẩm đầu tư tự động hoàn thành bài quyết để nhận gói dùng thử sản phẩm đầu tư tự động MAV, đăng ký sản phẩm đầu tư tự động để nhận tới 1.000 đô dưới dạng voucher token Bitcoin. Rất là hay đúng không ạ? Và khi anh em tham gia vào sự kiện này thì chúng ta có thời gian tham gia kết thúc vào ngày... nó sẽ tính thời gian, hiện tại thì đã đang trong thời gian rồi và kết thúc vào lúc 7 giờ ngày 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và trong thời gian sự kiện thì mỗi người dùng đủ điều kiện hoàn tất bài quiz có thể nhận được một gói đầu tư MAV hàng tháng miễn phí trong 5 tháng trên cơ sở ai đến trước nhận trước. Ngoài ra thì tất cả người dùng đủ điều kiện có thể nhận tới 1.000 đô dưới dạng voucher Bitcoin đăng ký sản phẩm đầu tư tự động diễn ra khi đăng ký ra sản phẩm đầu tư tự động trong thời gian ra chương trình. Đấy. Chương trình A đây là chúng ta trả lời quiz và 35.000 người đầu tiên thì sẽ nhận được phần thưởng nhé. Yêu cầu là chúng ta sẽ cần nhấn nút tham gia chương trình, mở bài quiz và trả lời đúng tất cả quiz đúng không ạ? Đấy là chương trình A. Đấy. Ở đây thì anh em có thể thấy ở đây. Mỗi người dùng điều kiện nhận được một gói đầu tư trị giá 1 đô. Số tiền 1 đô này sẽ chia đều trong thời gian 5 tháng để mua vườn IV qua gói đầu tư tự động hàng tháng, tức là trả góp 0,2 đô mỗi lần. Người dùng không được chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy gói đầu tư tự động hàng tháng cho đến khi kết thúc 5 tháng. Những người lựa chọn tiếp tục tham gia gói đầu tư hàng tháng giai đoạn đấy. Thì nhìn chung là tức là anh em sẽ nhận được khoảng có thể là 5 đô MAV. Logic chương trình B ấy thì đăng ký sản phẩm đầu tư động có thể nhận tới đây. Khi anh em đăng ký đây, phần thưởng voucher đây anh em thấy này. Đi đây là khi anh em đăng ký thì cái gói này thì anh em cần phải đầu tư. Anh ta stake một cái gói đầu tư bất kỳ nhá. Đó. Với anh em số tiền là 200 đô thì anh em có thể nhận 5 đô này, 400 đô nhận 20 đô này, 22.000 đô nhận 100 đô. Và nếu hơn 10.000 đô thì nhận 1.000 đô. Đó. Số người chiến thắng tối đa đây cơ sở thì ai đến trước sẽ nhận trước đấy. Cái này cũng khá là hay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tham gia, nó cũng rất là nhanh thôi. Cái này rất là nhanh thôi anh em ạ. Trước tiên là các bạn sẽ ấn vào đây này. Chúng ta sẽ ấn vào nút tham gia chương trình. Đây có nó có một cái nút nha. Nó có một cái nút để anh em ấn này. Đây chỉ cái nút này nhá. Đây chúng ta ấn nút này. Anh em có thể tham gia chay mà không cần đầu tư luôn. Đó, ở đây thì chúng ta thấy rồi, ở đây mình xem nào. Có phải chơi chiếc rồi không phải chơi gì đâu. Bây giờ sẽ là về phần bài quýt này, mình sẽ dẫn link cho anh em nhé. Còn đáp án quýt đây anh em này. Đáp án thứ nhất là đô la DCA. Đấy. Đáp án thứ hai là AMM. Đáp án thứ ba là sẽ có đáp án là mining. Đấy. Rồi chúng ta ấn vào submit là xong rồi. Rất nhanh đúng không ạ? Rất nhanh và đơn giản. Đấy. Rồi đây. Tôi rồi đúng cực khảo sát này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó. Đó, thì ở đây mình sẽ dẫn lại cái đáp án quýt cho anh em nhé. Để anh em chúng ta tiện chúng ta làm cho nhanh. Cũng dễ thôi đúng không em? Rồi, và ở đây nhá. Và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ... có thể là đầu tư, nếu anh em nào muốn đầu tư thì có thể ấn vào đây này. Trong này các bạn sẽ có các cái gói đầu tư trong này. Nếu anh em nào muốn đầu tư, chúng ta có thể ấn vào đây để chúng ta đầu tư. Thì các bạn có thể đầu tư theo gói gọi là 7 ngày thôi. Đấy, 7 ngày, đừng đầu tư gói nhiều quá. Thì các bạn có thể rút ra sau thời gian này thì cũng rất là hay nhá. Thì các bạn có thể nạp tiền vào chúng ta đầu tư. Đó, thì các bạn có thể cân nhắc đến cái hình thức này. Đấy. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với trình iDrop đầu tham gia hoàn tất quýt để có thể nhận gói dùng thử nghiệm đầu tư tự động MAV từ Byland. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.